Long. Đi trời ơi. Sao mày ngu thế hả? Ôi giời ơi. Như vậy nghệ sĩ nhân dân Lukaku ứng viên cho quả bóng vàng châu Âu ơi, Lukaku. Sao mày khá? Đấy, nó phải thế chứ lì. Hôm nay xem nào. Đấy, thì đây hiện tại là mình đang ở trong giai đoạn chính của game nên chơi rất nhiều game này, anh em có thể thấy này. Đó, sao lựa chọn anh em kiếm tiền nhé. Và sẽ thông báo rồi. Đấy, để chuyển bản game hot thì hiện toàn thì mỗi tuần sẽ có một sự kiện anh em nhé. Đấy, bật tí vào 2 ngày 12 tháng 4 nhé. Liên kết chia sẻ vào sao vòng quay. Nhưng mà rất nhiều sự kiện anh em vào đây sự kiện tình. Em báo nhận xu rồi. Đấy, báo lại còn nhận được xu mà. Khi để xem Facebook là 3 ngày đầu đi qua em cả game mẹ tặng quân nha. Em phần cây tiền anh em tích được gì cho kênh nha. Đấy, mức kênh hợp đồng bạc vàng anh em nhé. Đấy, đây là phần vòng quay anh em sẽ tích những điểm để qua nha. Vòng quay là các mức bạc và kim cương nha. Đấy, càng cao thì phần thưởng càng nhiều, đây là tiền này, là tiền lập sức tốc để càng mua bay ra bay về cho bay. Tiền kinh email kinh rất nhiều quả. Còn đây hướng em giúp cho các bạn đổi thưởng đây. Anh em chưa liên kết đúng không? Thì anh em nhập tài khoản trên điện thoại vào đây, nhập điện thoại mật khẩu và xác nhận, nhấn mã xác nhận và dọn nhận mã rồi ok này, anh em liên kết xong nha. Em liên kết xong thì có thể chọn giúp chị anh em. Còn đi vào thì anh em nào muốn chơi thì anh em tải phần game nha, nhá. Xem anh tải bây giờ vào em nha. Bye anh em. Ôi sao rồi em đâu? Thôi. Tao đã bảo. Tao viêm. Chào nhá. Quang Hán vừa lâu. Cái cút con mẹ. Đấy, ok, chào anh em nhé. Hôm nay anh em mình sẽ chơi một cái trò này anh ạ. Hôm nay anh em mình sẽ chơi những cái trò tuổi thơ là đá bóng giúp háng anh em nhé. Anh em mình sẽ chia đội ra làm hai đội, mỗi đội đá 5 trái. Đội nào thua giúp háng đội thắng luôn. Đội nào thua giúp háng đội thắng luôn. Vỗ tay, vỗ tay. Đúng rồi anh, giúp một lần đi một lần về nhá. Đúng rồi anh, giúp một lần đi. Chia đội. Bây giờ anh em mình quản tù tí chia đội đi nhỉ. Dạ, quản tù tí. Cân bằng. Tôi với bạn. Không, quản tù tí. Anh Dũng, anh Tùng. Đúng rồi, đây. Bộ. Đây. Bạn ra. Mày đứng ơi. Đứng ơi. Đứng ơi. Đứng ơi. Đứng ơi. Để em bắt chú. Không, mày đứng đây là tập tài thôi. 2, 3. Ôi trời ơi. Gần vào rồi nhưng mà đấy là nó cao quá. Thế ông ỉm mẹ à mồ. Chặt tay. Em ơi.
A few moments later. Có nghĩa là nhá, ví dụ mày vừa bắt thằng Quyết, à, thua rồi. Như Ronaldo này, phong cách của Ronaldo này. Làm đẹp đẹp tí không cái thum nhá. Có cây Ronaldo nhưng hâm mộ Man Xanh ở anh. Có cây Ronaldo nhưng hâm mộ Man Xanh ở anh. Quá chuẩn luôn. Mày nói gì? Đấy, tôi đây. Đúng là con cặc. Bắt đầu từ ngày mai mày nghỉ việc với tao. Cổ vũ thằng em gì hết. Chả cổ vũ thằng em gì hết. Cháu xin lỗi xin lỗi. Tuyệt toàn tuyệt. Như vậy nghệ sĩ nhân dân Lukaku ứng viên cho quả bóng vàng châu Âu. Quả cuối cùng này, quả cuối cùng này. Hồng ơi, Hồng ơi. Hàng tí chuột này. Anh em mình thắng rồi. Cô ơi, này, trong anh mình không có chút là hội đã hòa rồi nhá. Chân nó tay xuống đây thôi, đói luôn. Bạn ơi, anh em cứ giao hẹn như thế nhá. 5 lít. Không, cái danh dương con người để đánh đổi. Nhiều lúc cay nhỉ anh em nhỉ. Đi bánh xong bánh. Nào. Vào rồi. Nghe tài không phải khán giả. Vào rồi. Mày ngu mày chết mẹ mày đi. Đúng là anh của em. Quả lừa anh. Quả lừa. Nghe tài nhá. Bên mình chỉ cần vào 3 quả là thắng rồi. Thân kết tình là hoàng nhá. Tài chưa. Thân tài bắt chuẩn vào. Anh đâu đấy. Là xa đấy. Là vừa vuông xa đấy. Em cố lặn vừa thôi. Đúng là con trai của ta. Con là bao anh của em. Ôi trời ơi. Su. Như vậy nghệ sĩ nhân dân Lukaku ứng viên cho quả bóng vàng châu Âu ơi, Lukaku. Mình sợ.
nó phải thế chứ lì. Quả quyết định ngay. Không được bạn này đâu, cứ bạn cách không được. Bạn tặng hết tôi nhá. Hết cỡ. Vừa đây là tôi nhường bạn một quả đấy, bạn hiểu không? Tôi xuống hai quả, bạn xuống quả ấy, nhường ấy. Hết cỡ, không phải ấy. Two thousand years later. Quay lại đâu mà? Có biết à? Ai giao nhận đâu? Lại đi, lại đi. Tất cả anh em nhá. Hiệu thằng Hoàng Dũng lên video thì em đừng xem, đừng ủng hộ nó chơi không quân tử ấy nhá. Ôi đó là anh em nhá. Về anh em nhá. Đấy anh em ơi, nhục dần anh em ạ. Đấy. Thôi ok anh em, cả clip mình này nó nhục lắm rồi. Không cần chơi đâu. Bye bye anh em nhá.